Hòa thượng tuyên hóa giảng giải 25 pháp môn tu viên thông Pháp môn thứ tư viên thông vị trần Kinh văn Bây giờ hai vị pháp vương tử là Dược vương Bồ Tát và Dược thượng Bồ Tát cùng với 500 phạm thiên đang ở tại chúng hội liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với tráng chạm sát chân của Phật và thưa với Phật rằng từ vô thị kiếp chúng con đã làm lương y ở thế gian trong miệng của chúng con đã nếm qua cỏ cây và kim thạch ở thế giới Ta Bà, tổng số có đến 108.000 loại. Chúng con đều biết vị nếm của mỗi thứ, như là đắng, chua, mặn, lạc, ngọt hoặc cay. Chúng con cũng đều biết tất cả đặc tính khi chúng hòa hợp và phát sinh biến dị, như là nóng lạnh, có độc hay vô độc. Giữa lúc phụng sự Như Lai, chúng con thấu hiểu rằng tánh của vị nếm chẳng phải không, chẳng phải có, chẳng phải từ căn lưỡi hay thức của lưỡi chẳng phải lìa khỏi căn lưỡi hay thức của lưỡi nhân do phân biệt giữa các vị nếm mà chúng con được khai ngộ như lai ẩn chứng và đặt tên cho hai anh em chúng con là dược vương bồ tát và dược thượng bồ tát bây giờ ở giữa đại chúng chúng còn là hai vị pháp vương tử nhân bởi vị nếm mà chúng con giác ngộ và thăng lên quả vị của bồ tát phật hỏi về viên thông nhân qua sự chứng đắc của chúng con quán sát vị nếm là phương pháp chạy nhất giảng giải hương nghiêm đồng tử ngộ đạo là do quán sát hương trần trần tánh ngộ đạo là nhờ quán sát sắc trần kiều trần như ngộ đạo là do quán sát thanh trần hai vị bồ tát dược vương dược thượng ngộ đạo là nhờ quán sát vị trần hai vị bồ tát dược vương dược thượng là hai anh em trong thời quá khứ bồ tát dược vương có phát nguyện sẽ làm vị lương y cho thế gian thế nên ai đến gặp ngài đều được chữa lành bệnh bất luận họ bị bệnh nặng đến mức nào. Ngài phát lời nguyện này vào thời Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, khi ấy có Tỳ kheo Nhật Tạng giảng nói Diệu Pháp, trong pháp hội có vị trưởng giả tên là Tinh Tú Quang, nghe pháp sanh lòng vui mừng nên đã cùng với người em của mình phát nguyện như vậy trước Tỳ kheo Nhật Tạng. Ở Trung Hoa có vua thần nông cũng nếm được 100 loại thảo mộc và phát minh ra cách trị bệnh bằng dược thảo, dạ dày của ông như tấm gương có thể thấy được thức ăn là độc hay hiền, nhưng không may, dân Trung Hoa ngày nay hoàn toàn không hiểu được những tinh túy từ lịch sử như thế này. Họ cho rằng đó chỉ là những truyền thuyết. Thật ra đây là những sự kiện rất bình thường, đều có ghi trong các tài liệu y học của Trung Hoa, nhưng sinh viên Trung Hoa thời hiện đại không đọc những sách cổ, thế nên họ không hiểu được những chuyện này. Chính tôi đã đọc được chuyện này, tôi tin rằng thần nông là thân tái sinh của Bồ Tát Dược Vương. Ngài thể hiện ở Trung Hoa để giúp cho nền tảng nghiên cứu y học ở đó. Đức Phật là Pháp Vương, nên tên gọi dành cho các vị Bồ Tát là Pháp Vương Tử. Vào thời đó, ở Ấn Độ các chất của thuốc được hòa hợp từ bốn thứ, cỏ, cây, kim loại và đá. Chúng còn biết hết các vị đắng, chua, mặn, lạc, ngọt, cay, cùng sự hòa hợp và biến đổi từ các vị ấy sinh ra. Chúng còn biết rõ vị nào thích hợp, vị nào không, vị nào có thể hòa hợp để trị một số bệnh, vị nào không thể hòa hợp nhưng khác với các loại trước có thể gây chết người nếu khi hòa hợp chúng lại thế nên trong dược tính bộ có nói căn bản về thảo mộc có 18 loại độc và 19 loại hiền ô đầu tương kỵ với các thứ bán hạ bạch liễm qua lâu cam thảo được trình bày trong dược tính bộ như là thảo dược có ưu thế hòa hợp với nhiều thứ thuốc khác nhưng nếu đem cam thảo dùng chung với hải tảo đại kích tam toại nguyên hoa mà cho bệnh nhân dùng thì họ có thể chết Lê Lô và Tế Tân dùng chung cũng có thể làm chết người Nhưng Tế Tân dùng riêng thì có thể chữa bệnh dứt đầu Chúng còn biết rõ những thứ thuốc này thích hợp hay nghịch nhau khi chúng hòa hợp lại Và thứ nào sẽ biến đổi tính chất Hoặc điều gì sẽ xảy ra khi chúng hòa hợp với những thứ có độc tính Cũng như biết được thứ nào là lạnh, thứ nào tính nóng, thứ nào độc, thứ nào không độc Chúng con đều biết rõ Dược tính của nó có thể là hàng, nhiệt, ôn, bình, những người tánh hàng thì không thể dùng thuốc có vị hàng. Những người có tánh ồn thì không thể nào chịu được thuốc có vị ôn. Hai vị Bồ Tát đều biết rõ tính độc của từng vị thuốc như thế nào trong từng loại dược thảo. Chúng còn do nhờ quy y và phụng thờ chư Phật mà biết rõ bản tính của vị Trần, vốn chẳng đến từ hư không, chẳng phải vốn có. Vị Trần không phải chính là thân tâm, chẳng phải tách rời thân tâm. Bản tánh của vị Trần chẳng phát sinh từ cái lưỡi nếm mùi vị chúng con quán chiếu tường tận căn nguyên bản tính của mùi vị và nhờ đó mà được giác ngộ khi chúng con phát huy tính phân biệt đến tột đỉnh tới mức không còn phân biệt được nữa thì trở nên chứng ngộ chúng con nhận ra rằng căn nguyên của mùi vị vốn chẳng phải là mùi vị nhờ phật ứng chứng cho anh em chúng con tên gọi là dược vương dược thượng bồ tát bàn cho hàng bồ tát chúng con hai tên gọi như vậy nay trong chúng hội chúng con là pháp phương tử nhờ chúng con nếm các vị trần cho đến khi được chứng ngộ đến gia vị Bồ Tát. Vị trần là phương pháp tu tập viên thông thù thắng nhất, mùi vị là điều cần nhất cho chuyện ăn uống. Nó có thể là ngon nhất và cũng có thể là dở nhất. Vị dở nhất là vị diệu lạc tối thượng, nhưng chính quý vị phải tự mình nếm được và nhận ra nó có ngon hay không.